Nóng rực, Bộ Công an ban luật chớ trêu từ tháng 7 biển số xe đi theo chủ suốt đời, không được mua bán chuyển nhượng, dân gào thét, đăng kiểm chưa đủ khổ sao? Thưa quý vị, một thông tin hết sức bất ngờ khiến người dân vô cùng khó hiểu, đó là bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 sẽ chính thức cho biển số xe định danh đi theo chủ nhân đến cuối đời, cấm không được mua bán chuyển nhượng. Điều đó chẳng khác nào làm khó người dân, bởi mỗi khi muốn đổi xe, mua xe khác thì xe cũ vẫn phải để đó không được bán cho người khác, khác nào lãng phí tài nguyên. Nếu vậy, liệu thông thương ngành công nghiệp, ô tô, xe máy có ổn thỏa khi người dân không dám vung tiền? Thậm chí còn cho đấu thầu biển số ô tô phải đặt cọc lên tới 40 triệu. Có thể nói, chuyện bê bối ở đăng kiểm dọc 63 tỉnh thành chưa dứt thì tới luật động trời này đã khiến dân gào thét trong vô vọng. Cùng chúng tôi làm rõ ngay sau đây. Mới đây, dự thảo thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới thay thế thông tư 54/2020 đang được Bộ Công an đưa ra lấy ý kiến. Biển số xe sẽ được quản lý theo mã định danh của người sở hữu. Thông tư này dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Tức là, chủ xe là tổ chức cá nhân có trụ sở, nơi cư trú tại địa phương nào thì đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó. Biển số được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, còn gọi là biển số định danh. Cụ thể, đối với chủ xe là người Việt Nam thì biển số được quản lý theo mã định danh cá nhân. Đối với chủ xe người nước ngoài, biển số được quản lý theo mã định danh của người nước ngoài. Riêng đối với chủ xe là tổ chức, biển số được quản lý theo mã định danh của tổ chức hoặc mã số thuế. Cũng từ ngày 1 tháng 7 bắt đầu đấu giá biển số ô tô, chưa đấu giá biển số xe máy. Ô tô muốn đấu giá xe đặt trước 40 triệu, bước giá 5 triệu, hình thức đấu giá online. Số lượng biển đấu giá mỗi phiên sẽ do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định. Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu thì biển số được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký chiếc khác thuộc sở hữu của mình. Thời hạn giữ biển số cho chủ xe là 5 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký biển số. Quá thời hạn này, nếu chủ xe không đăng ký thu hồi, cơ quan đăng ký xe sẽ thu hồi và đưa vào kho số để thực hiện đăng ký theo quy định. Đối với trường hợp chủ xe chuyển trụ sở nơi cư trú sang địa phương khác thì không phải đổi biển số. Bộ Công an đề xuất khi bán, cho tặng, thừa kế, trao đổi, điều chuyển xe, chủ xe phải giữ lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số và nộp cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi. Với trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số trúng đấu giá, chủ xe nộp giấy chứng nhận đăng ký xe cho cơ quan đăng ký để làm thủ tục thu hồi. Dự thảo nêu rõ, nếu trong thời hạn 30 ngày kể từ khi làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe không làm thủ tục thu hồi hoặc giao giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số cho bên mua để làm thủ tục thu hồi thì sẽ bị xử phạt theo quy định. Đáng chú ý, trường hợp chủ xe không làm thủ tục thu hồi sau khi chuyển quyền sở hữu sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi vi phạm liên quan đến xe đó. Đại tá Nguyễn Quang Nhật cho hay, quy trình cấp biển số xe vẫn được thực hiện như hiện nay, chỉ khác về cách quản lý. Nếu trước đây, cơ quan chức năng quản lý theo quy định xe nào biển số đó thì nay là người nào biển số đó. Biển số định danh sẽ đi theo một người suốt đời, không được phép mua bán chuyển nhượng. Tuy nhiên, đối với biển số đấu giá thì được phép chuyển nhượng kèm theo xe. Theo đại tá Nguyễn Quang Nhật, việc cấp biển số định danh giúp người dân không phải mang nhiều giấy tờ khi tham gia giao thông, giảm chi phí thời gian đi lại mà vẫn bảo đảm thông tin chính xác khi thực hiện các thủ tục hành chính. Việc cấp biển số xe định danh còn hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước thực hiện công tác quản lý nhanh chóng thuận lợi hơn, giảm nhân lực, tiết kiệm thời gian và chi phí lưu trữ, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu chuyển đổi số quốc gia. Dự thảo thông tư không quy định giới hạn số lượng sở hữu phương tiện đối với một cá nhân tổ chức. Theo đó, mỗi người có thể sở hữu nhiều xe và nhiều biển số định danh, song mỗi xe chỉ được gắn một biển số cụ thể. Trước đó, câu chuyện tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm tồn tại trong một thời gian dài đang liên tiếp bị phanh phui khắp trong cả nước. Người đứng đầu lĩnh vực này, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà và ông Trần Kỳ Hình, nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam đã bị vào lò cụ tổng vì hành vi nhận hối lộ. Tính đến nay, lực lượng công an trên cả nước đã khởi tố tạm giam, tạm giữ hơn 300 người tại 23 tỉnh, thành phố có liên quan đến bê bối nhận tiền hối lộ để bỏ qua lỗi đăng kiểm xe cơ giới. Con số này vẫn tiếp tục tăng lên từng ngày. Nhận tiền hối lộ nhằm bỏ qua các lỗi kiểm định, số tiền thu lợi bất chính của các đối tượng được xác định lên tới hàng chục tỷ đồng. Thủ đoạn tại các trung tâm đăng kiểm gần như giống nhau và hoạt động một cách có hệ thống. Cụ thể, người đi đăng kiểm phải nộp một khoản tiền từ 100.000 đồng đến 2 triệu đồng để được bỏ qua các lỗi đăng kiểm như thay đổi thiết kế thùng xe, vi phạm về khí thải, khối lượng xe nặng hơn thiết kế ban đầu, lỗi về đèn, phanh. Những chiếc xe không đảm bảo chất lượng sau khi nộp tiền để bỏ qua lỗi vẫn tiếp tục được đăng kiểm bình thường, tham gia giao thông, gây nguy hiểm cho xã hội, làm biến dạng, hỏng hóc đường xá. Vụ việc khởi phát từ ngày 26 tháng 10 năm 2022 khi lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra hai xe tải lưu thông trên đường và phát hiện thùng xe đã được cơi nới trái quy định, nhưng hai xe này vẫn được chứng nhận kiểm định đạt. Thấy có dấu hiệu tội phạm, phòng cảnh sát đã ghi lại lời khai tài xế, chủ xe phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ.
các đối tượng cán bộ đăng kiểm tại trung tâm khai nhận đã được bật đèn xanh từ cấp trên. Nhiều trung tâm phải đều đặn hối lộ lên cấp trên để được duyệt cấp mã số đăng kiểm và chứng nhận đủ điều kiện hoạt động. Còn chủ xe đăng kiểm thì phải nộp tiền cho các trung tâm đăng kiểm. Cách thức làm này đã trở thành luật bất thành văn. Nhiều chủ xe biết là sai nhưng vẫn nộp tiền để đỡ mất thời gian và được bỏ qua lỗi vi phạm của xe mình. Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết, hành vi vi phạm pháp luật về đăng kiểm vừa qua không phải là tham nhũng vặt. Hành vi này có hệ thống, có tổ chức, có quy mô lớn. Bộ trưởng Bộ Công an nói rằng tính chất nghiêm trọng của vấn đề rất có tổ chức, phân công phối hợp chặt chẽ. Bộ Công an cũng khẳng định đây là vụ án tham nhũng có tổ chức, hành vi sai phạm tiêu cực có hệ thống, được tổ chức xuyên suốt, gây hậu quả đặc biệt lớn cho xã hội. Thoạt nhìn, tiêu cực trong lĩnh vực kiểm định chỉ như một loại tham nhũng vặt khi giá trị vật chất của hối lộ không lớn. Nhưng khi rất nhiều người bị ảnh hưởng và trên một phạm vi rất rộng, gần như trong cả nước thì sẽ không còn là tham nhũng vặt nữa. Sở dĩ tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm xảy ra như ngày hôm nay là bởi công tác quản lý đã bị buông lỏng khi không ai quản lý, không ai nhắc nhở, xử lý để nó mặc nhiên xảy ra kiểu bất thành văn như là chuyện đương nhiên. Để xảy ra tiêu cực đó, câu hỏi đặt ra là trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan tổ chức. Vì sao một sai phạm hệ thống như vậy lại có thể công nhiên diễn ra trong một thời gian dài trên một phạm vi rất rộng? Những tiêu cực này sẽ làm tổn hại lâu dài cho xã hội. Không biết bao nhiêu chiếc xe không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để lưu hành vẫn ngang nhiên lăn bánh trên đường, làm tăng lượng khí thải, gây ô nhiễm môi trường, gây mất an toàn cho tính mạng của người tham gia giao thông. Những tuyến đường giao thông vừa được sửa sang chưa được bao lâu đã bị những chiếc xe được cơi nới tải trọng cày nát. Với tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực thống nhất bổ sung vụ án, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi. Video đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đón xem.